chiều ngày 12 tháng 9 2017, đi đây 0936812597, Đình Chám, Bắc Giang. Em mượn cái bút cái. Bút vi đâu? Quên không ghi số tiền ở đây. Hôm nay là ở Mỹ Đình à. 0964505237. Đây, anh ghi vào đây cho. Ký hộ em phát. Tiền bao nhiêu? 600k. Cho ông bà bé. Nhân dịp này tôi muốn nói sự thật cho cộng ship. Ship SH IP y ngắn P. Rồi, đây là 500k cộng ship. Đâu? Đây. Là cuối tháng. Đây nhá. 500k. Vâng. Cộng SC HP IP. Anh viết ship thì mình như là ship. Chán quá. Ship là nó chịu hay mày chịu? Ship là bọn nó chịu. Em chịu xuống Mỹ Đình thôi, còn từ Mỹ Đình đi là khách hàng chịu. Thấy không? Ngày nào ông gửi khủng khiếp luôn. Sáng 5-6 đơn, chiều 5-6 đơn. Đây. Con này là 7 giờ sáng mai, đôi này là 7 giờ sáng mai họ vi phạm đến nơi. Họ 7 giờ họ đã có mặt ở Mỹ Đình rồi, mình ở quê không gửi từ bây giờ. Để cho họ mượn lồng này, đây này. Lúa này. Nước này, chim này đấy. Gửi này này, xong rồi gửi theo một cái hộp này. Nó bảo ông xe ôm là sáng mai ông ấy để nhà ông ấy cho nó ăn uống như này nó khỏe chim. Xong rồi là sáng mai là mới đóng ở đây, xong bắt đầu ông giữ lại lồng, ông lại gửi lồng về cho mình. Nếu mà khách hàng nào mà hào phóng thì mua lồng thì mình trả chuyển lồng luôn. Nhưng mà đây là mình uy tín, mình phải đảm bảo là anh thấy không, là rõ ràng là phải gửi cả nước. Cả nước. Thôi sắp hơi hết nước rồi. Dạ. Nước rồi. À, đến cầu bơn thì mà lâu thế. Ô, cầu bơn. Anh cho em xin tí nước vào đi. Hôm nay ở Mỹ Đình này, tôi này. Ở đây. Anh khách hộ em lên cái. Khách hộ em. Đó là sau. À đây. Cái khẩu trang không đâu. Ờ, chiều về tính. Thất cương nhá, thất cương nhá. Đấy. 5774. Đấy. Thế là chim nó đi. Chim của em là bây giờ phủ sóng là cả nước, anh biết không? Qua em gửi vào Đà Nẵng này, gửi vào Đà Nẵng không? Ồ. Vào tận Bình Thuận này, vào tận Phú Quốc này. Cà Mau này, miền Tây gửi nhiều lắm. Rồi. Số điện thoại là 0163530592 của em là bây giờ là các nhà xe họ biết hết rồi. Cái phiếu chim cú gáy của em là gần như là các bến xe là họ nhìn thấy họ biết là hàng của Thao chim cú gáy. Thông hành. Thông hành toàn quốc.